Bình minh trên cầu cảng nhìn thích thật, nắng le lói các góc đảo. Thời điểm này là lúc các con thuyền đánh cá cập vào cảng để chuyển các lô thủy hải sản đánh bắt được vào chợ ngay tại cảng này. Mình mò dậy sớm và ra ngay cảng để xem hoạt động của chợ vào buổi sáng và xem cả tôm cua nữa. Đi loanh quanh lại gặp bố mình cũng hay dậy sớm. Nhìn các thùng hải sản chỉ muốn mua về nấu nướng luôn để đánh chén, khỏi phải đi chơi đâu thêm nữa. Con này bé. Con này của Alice còn làm được. Nói vậy thôi chứ sáng nay mà ăn cái này thì đầy lắm. Nên mình chén tạm một bát bún bò, trông không hấp dẫn lắm nhưng mà thôi cũng ăn tạm. Và mình với vợ thấy vẫn ngót nên chén thêm một cái bánh mì mua ở cầu cảng nữa. Bánh mì cô bán có 10.000 một cái mà đầy nhân với chả cá và thịt mỡ luôn. Không trứng. Không ớt. Xong cô cắt đôi ra. Không ớt luôn này. Có tía cắt đôi thì một nửa sẽ có ớt, một nửa không. Một nửa là bỏ ớt kìa. Vâng. Bỏ tí ớt này cho nó ngon, hàng bán một bên, đúng không? Bên rồi, bên còn lại thì không có. Rồi. Chả cá mình á. À, chả cá, chả kia là chả thường đúng không? Ừ. Rồi, là không ớt phải không? Rồi, ăn, ăn cái đầu, đầu lạc không? Không ạ, không lạc, không lạc. Không. Rưới tí nước ra phải không? Vâng. Cô cắt đôi. Rồi, bạn có ăn tí cái này không? Không. Cắt đôi cho bạn ra hả? Vâng ạ. Đúng 8 giờ thì thuyền đã có mặt để đón nhà mình đi đảo bé. Thay vì đi cano như đa phần mọi người thì mình thuê một bác dân bản địa có thuyền gỗ để đi tự do tới các chỗ mình muốn. Thông thường nếu đi cano thì mọi người sẽ phải quay về đảo vào lúc 11 giờ trưa và thế là chẳng chơi được mấy. Vì buổi trưa và đầu chiều nắng mới rọi xuống đáy biển. Với những người bê bơi lặn như mình thì cứ tầm trưa là mình lao xuống nước. Lý do mình thuê tàu gỗ này cũng vì sự chủ động đi tới các điểm lặn đẹp. Đặc biệt ở xa bờ đảo bé Lý Sơn có một cổng tò vò nằm sâu 10 đến 13 mét dưới đáy biển rất ngoạn mục. Đây cũng là điểm đầu tiên thuyền neo lại để cho mình lặn. Đây là khoang lái à? Lái ở trên. Công nhận là nhìn mê mà sâu thật đấy. Mình xuống được có một nửa độ sâu đã bị đau hốc tai phải ngoi lên. Thử mấy lần cũng chưa xuống được. Anh phải ngắm nhìn ở lưng chừng nước vậy. Đáy biển Lý Sơn không giống với những vùng biển khác, vì đây là hòn đảo núi lửa. San hô không nhiều và đa dạng do đã chết và dạt vào bờ. Ở dưới đáy biển là các vách đá đen và cát trắng. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp. Trời trong, nắng gắt rọi thẳng xuống đáy tạo nên các ray sáng trên các vách đá. Len lỏi là những dải cát như những đường đi bộ cực đẹp. Lặn ngụp quay phim chụp ảnh một hồi với chiếc GoPro thì mình thấy nước nông hẳn. Thay vì chỉ có các vách đá thì chuyển sang các mảng rong rất dài mọc lên. Ngẩng lên thì thấy mình và bố đã bơi sát ngay gần bờ. Còn thuyền thì ở tít đằng xa. Vì thuyền không thể cập vào bờ này nên mình đã bơi quay lại thuyền để ra cầu cảng đảo bé. Từ đây bọn mình thuê mấy cô xe ôm chở đi tiếp các bãi biển đẹp của đảo bé. Có một trải nghiệm khá tệ ở cầu cảng này là các cô xe ôm chèo kéo khách rất ghê và mình cảm thấy đây là một điểm trừ của nơi này.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, vì đi một lúc trên đảo là thấy các chỗ cũng đẹp mê mẩn muốn dừng lại chụp ảnh. Mẹ mình thì ra quán nghỉ ngơi, còn mấy bố con thì cứ đi vòng quanh đảo bé để chụp ảnh. Màu xanh trong vắt của nước biển và mấy rặng dừa kết hợp với các khối đá núi lửa đen ở phía xa tạo nên tổng thể hoang sơ như trong truyện Robinson vậy. Lòng vòng một lúc thì cũng tới được bãi ngang là bãi biển đẹp nhất trên hòn đảo này. Và vì mình vào đảo vào lúc khoảng 10 giờ sáng nên ở đây khá đông. Vợ và em và gái vẫn như thường lệ tranh thủ tận dụng nhiếp ảnh gia nhà chồng được để chụp ảnh. Cũng là để chờ cho mọi người về bớt, vì nhà mình đi tàu riêng nên cũng thoải mái thời gian. Chụp ảnh xong thì thấy bố mình đã xuống nước lặn từ bao giờ và lên khoe một loạt clip lặn với các khóm rong biển rất là đẹp tuyệt vời luôn. Giờ mới vắng lại sướng này. Mong máy ảnh ra đây. Hệ toàn rong trơn thế. Rồi, bám không đứng lên được. Mình bơi ra để quay vlog cho cả nhà thì đúng lúc này sự cố xảy ra. Sóng đánh vào các vách đá rất mạnh. Do không cẩn thận nên mình đã bị va vào một góc đá có rong mọc rất cao, tuột tay và rơi chiếc GoPro xuống biển. Khu vực mình làm rơi tuy không quá sâu nhưng oái oăm thay nó lại là một khe giữa hai tảng đá. Phía trên mọc rất nhiều rong dài nên mình không thể xác định được vị trí. Kính lặn thì lại để trên bờ. Loay hoay một lúc thì đành nhờ bố đang đeo sẵn kính lặn lặn xuống. Sóng ở đây đánh rất mạnh nên lặn hơi khó. Đoạn trong clip lúc này là chiếc GoPro đang lăn qua lăn lại dưới đáy biển. Sau một hồi mò mẫm thì cuối cùng bố mình cũng tóm được chiếc GoPro thân yêu. Quá là may mắn luôn, vì nếu mất thì vừa sót tiền, vừa sót công sức quay chụp cho cả nhà suốt từ đầu chuyến đi. Sau khi tóm được chiếc GoPro lên thì cả nhà mình cũng lên bờ ngồi nghỉ và ăn trưa. Bữa trưa hôm nay khá là đạm bạc với canh chua cá, ốc nướng và tôm. Mình là đứa duy nhất vận động liên tục ngoài nắng từ sáng nên cảm thấy đói vô cùng. Làm một loáng 5 bát cơm mà vẫn thòm thèm.
đang ngồi ăn rồi chém gió về vụ rơi máy quay thì bước ngoặt tiếp theo của chuyến đi lại tiếp tục. Chị Hương, chủ nhà nghỉ Tiên Tri, gọi điện cho mình nói rằng ngày mai sẽ có biển động, đồng nghĩa với việc các tàu cao tốc sẽ hủy chuyến. Chính vì vậy, chị khuyên gia đình mình nên đặt vé tàu về đất liền ngay trong chiều muộn ngày hôm nay để tránh việc bị kẹt lại trên đảo. Cả nhà mình bàn bạc một hồi rồi quyết định sẽ nghe theo chỉ dẫn của chị và ngay lập tức lên thuyền quay về đảo lớn để thu xếp đồ đạc. Vì quen gọn gàng nên khi về nhà mình xếp đồ một loáng là xong và chờ tàu tới. Còn một chút thời gian nên mình mượn xe máy đưa vợ và em gái đi nốt cổng Tò Vò trên bờ để chụp ảnh. Nghe đồn chỗ này xấu lắm, không đẹp như trong ảnh, nhưng mà thôi, đã tới đây thì mình cũng muốn check in một cái cho nó đầy đủ. Chỗ này có xuống được không ta? Đi xe máy chưa tới 3 phút đã tới nơi và đúng là nó xấu thật. Lại rất nhiều rác vứt bừa bãi. Đứng ấy đẹp ấy. Cái này thì mình nghĩ du lịch Việt Nam bị thiệt thòi so với nhiều nơi khác trong khu vực vì không quản lý được rác thải nhựa, dẫn đến các cảnh đẹp bị ảnh hưởng và làm cho du khách không có thiện cảm. Cho anh quay thì đấy nhá. Chụp vài tấm hình thì trời từ trong xanh bỗng mây kéo tới kín đặc. Mà như vậy mai biển động và mưa là chắc chắn. Thầm cảm ơn chị chủ homestay đã rất chu đáo báo trước cho nhà mình. Tàu đến mình ra trong tâm trạng không biết tối nay về đất liền sẽ ăn gì, chơi gì và ở đâu.